Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, ngày 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2021, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến thăm hỏi và động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an thành phố Đà Nẵng, mong muốn từng chiến sĩ công an luôn đeo cao trách nhiệm, tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Dự và tiếp đoàn có Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố và các đồng chí trong ban giám đốc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chúc mừng và đánh giá cao tinh thần vì nước, quên thân, vì nhân dân phục vụ của toàn lực lượng công an thành phố trong suốt thời gian qua. Dẫu khó khăn, gian khổ, bằng mệnh lệnh của trái tim người lính, Công an thành phố đã luôn tiên phong, xung pha, tuyến đầu chống dịch, chấp nhận, mất mát, thậm chí là hy sinh để sát cánh, đồng hành và trở thành chỗ dựa vững chắc của nhân dân. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố gửi lời chúc tới các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Mong muốn Công an thành phố không ngừng rèn luyện, tiếp tục phát huy truyền thống tự hào 76 năm vẻ vang. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo ban giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an thành phố, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của chính quyền, nhân dân thành phố dành cho. Công an thành phố nguyện phấn đấu, nỗ lực hết mình, chịu trách nhiệm, một ý chí, đồng lòng, quyết tâm cùng thành phố chiến thắng đại dịch.